Vâng, em xin chào các bác. Hôm nay em làm một cái chương trình giới thiệu một cái vườn cây của em Tuấn. Nhà em ở ngay trường cấp 3 huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Đấy, đây là cái tấm cổng vào của nhà vườn của em. Thì ở đây em Tuấn chủ yếu là cây mini. Đấy, cái bonsai để bàn. Và cây to, cây công trình cũng có, nhưng mà cuốn video này em sẽ giới thiệu và báo giá cho các bác một số cái cây gọi là mini để bàn, ai cũng có thể chơi được anh các bác nhá. Đây, đây từ linh sam này, gạo này, tùng na hán này, đây, đây là linh sam này, em ơi, lộc vừng. Đây em đã quay qua một số cái khung cảnh xong là em sẽ hỏi em Tuấn báo giá luôn cho các bác, các bác gọi là tham khảo. Thực ra thì ở đây thì nó là cũng chỉ là cây mini gọi là tầm gọi là giá rẻ cho các bác dễ chơi, các bạn rất đơn giản về để bàn tưới nước là có thể gọi là chơi được rồi, không cần phải cầu kỳ lắm đâu các bạn. Đây các bác này, đấy. Đấy. Em ra cái xi đây các bác nhá, anh đã cho lên chậu từ rất lâu rồi. Đây này, đây các bạn này, rất nhỏ thôi, phanh gốc nó chỉ có tầm 10-12 cm thôi. Đấy, như cây này là 500.000 này các bạn này. Đấy, đó các bạn, 500.000. Đây là một cây xịt nữa các bạn. Đây các bạn này, cây xịt này bao nhiêu tiền đây? Đúng rồi, để báo giá cho anh em biết đi. Ờ đấy, như cái này là anh em báo là 900.000. Đấy, ở đây thực ra thì các cái cây mini đây thì nó chỉ tầm gọi là 500, 700, 900, rồi là 1 triệu, 1.2 triệu, mà rất dễ chơi. Đấy, như tiêu đề em đã ghi thì tí nữa cái số điện thoại thì em sẽ để trên tiêu đề, và em đã quay cái cổng là có tên và có điện thoại của em Tuấn rồi, thì bác nào cứ hợp nhãn cây nào là các bác điện. Đấy, là giá ở đây thì này em báo các bác là giá tại vườn. Đấy, các cái cây này nó rất là nhỏ gọn, cho vào thùng xốp phát là đến nhà các bác luôn, đảm bảo gọi là khỏe mạnh, không xuất sẹo 100%. Nhìn các bác nhé, đây là một cây xi này các bác này. Đấy, đang rất nhẹ thôi. Đấy, đây là một cây nữa, cùng với cái cây kia gọi là làm thành một đôi. Thì cây này là giá 500.000. Đấy các bác ạ. Đấy, rất nhẹ thuật. Đây người ta gọi là thuộc dạng gọi là bonsai giá rẻ cho các bác gọi là dễ chơi, mà tất nhiên là nó rất là đa dạng các chủng loại. Đấy, mai chiếu thủy này các bạn ạ, một củ vạn tuế, nói là như cái bình tài lộc. Củ này thì 1.5 triệu các bác nhá. Đấy, rất nhiều. Còn các bác mà có thời gian mà đến được vườn của em thì là sẽ ngắm được trực tiếp, thì là sẽ cảm nhận được nó đa dạng. Đấy, đây em đã quay toàn cảnh này, rất nhiều thứ. Đấy, đây là một cây xi dọn dẹp sạch sẽ rồi. Cây xi này thì cũng báo với các bác là 900.000 các bác nhá. Quay mặt này, ôm hòn đá. Đấy, một lần nữa thì cuốn video này thì em chỉ giới thiệu sơ qua về một số tác phẩm như vậy để các bác tham khảo
Còn đây các bạn này, em quay toàn cái khung cảnh đây các bạn này. Đây. Rất nhiều. Số lượng tác phẩm thì lên hàng trăm tác phẩm mini. Có những cây to và cây gì ở phía ngoài đây các bạn này. Đấy. Và để kết thúc video này em sẽ giới thiệu bác một cái ổi. Đấy. Và em sẽ báo giá cho các bác cái ổi này luôn. Cây này bao tiền Tuấn ơi? Ở đấy. Các bạn nha. Cây ổi rất quái này các bạn này. Em Tuấn báo các bác là giá 1,5 triệu. Đấy. Nhưng các bác nha, em nói là lần nữa là các bác nào có nhu cầu thì alo trực tiếp cho em Tuấn và Zalo. Số điện thoại em để trên tiêu đề và ở trên cái tấm biển thì ngay đầu video em đã quay và giới thiệu với các bác. Còn địa chỉ ở đây thì ngay cạnh trường cấp 3 huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên nha các bác. Đi qua nhớ ủng hộ là kênh của em cũng như là vườn của em Tuấn. Và xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác video sau.